lại có thể sẽ xuất hiện ra như thế, đổ sộ tiếng cánh, làm cho Đường Vũ Lân ở sau lưng xuất hiện ra. Viên kia nhảy lên trên kịch liệt trái tim thời điểm đó, khóe miệng của Huyết Kiều cũng không khỏi co quắp trở lại một chân. Tiểu tử này lại vẫn chưa tới thời gian một tháng bên trong, dĩ nhiên đã trưởng thành đến loại trình độ này hay sao? Đương nhiên cuồng phong ma đao kia, Tư Mã Kim Chỉ bây giờ còn là bát hoàn hồn đấu la tu vi, nhưng hắn như cô có thể khẳng định, nếu như mình chống lại Tư Mã Kim Chỉ, coi như bản thân là phong hào đấu la cấp độ, 89 phần 10 là phải thua, mà Đường Vũ Lân lúc này lại có thể khí lực và va chạm đối thủ mà không bại. Toàn bộ đài thi đấu nghiền nát ý vị như thế nào, có nghĩa là hai người này va chạm đã vượt xa khỏi cực hạn chịu đựng mà lục chương chính thức công bố số liệu bên trong. Tinh đồ chiến võng đài thi đấu thừa nhận cực hạn chính là toàn lực của tam tự đấu khải sư công kích. Có thể nghĩ, mới vừa rồi Đường Phu Lân cùng với Tư Mã Kim Chỉ va chạm là cái tầng thứ gì tồn tại. To lớn quang cầu kéo dài ước chừng là lửa phút mới dần dần thu nghỉ. Nguyên bản hoàn hồ tiếng kêu đỉnh lái, đinh tài như óc, người xem đài lúc này đã biến thành một vùng phế tích. Còn sống phát ra tiếng kêu thảm, nhưng còn có thể phát ra tiếng kêu thảm đấy có thể nói là 10 không có 1. Mà cái kia hố tung điểm trung tâm, toàn bộ đài thi đấu lúc này đã hạ xuống vượt qua 100m. Hai bóng người như cũ cũng còn ở trong đó. Trên thân của Đường Vũ Lân ở trên Long Nguyệt Đấu Khải, răng khắp lưới, có vô số vết đào lưu ở trên, hai tay nắm chắc cắm ở trên mặt đất hoàng kim long thương, chống đỡ thân thể của chính mình. Mà đối diện hắn cuồng phòng mà đào từ mã kim chỉ cũng đồng dạng không dễ chịu, trên người đấu khải đồng dạng là nhiều chỗ tổn hại. Ở trong tay chạm lòng đào chỉ chống đất, nhưng trên thân của hắn khí tức như trước đang kéo dài tăng vọt, rõ ràng không có chút nào giảm xuống. Càng thêm kỳ dị hơn chính là sau lưng của hắn, một đạo quang ảnh như ẩn như hiện, sâu như là một cái hình dạng của bạch sắc cự long, chẳng qua là có một chút không rõ rệt. Ha ha, thì ra là vậy, thì ra là vậy, rất tốt, ta giúp được tìm ra được rồi. Ha 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 ha. Tư Mã Kim Chỉ đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu, mà lúc này Đường Vũ Lân như trước căn bản không phát ra được âm thanh nào. Thua rồi sao? Ta đúng là vẫn còn phải thua sao? Trong lòng của Đường Vũ Lân lổ lên trên vẻ khổ sở, đao của Tư Mã Kim Chỉ hồn thật sự là quá cường đại, đang không có lĩnh ngộ thương hồn lúc trước, thiên phu sở chỉ uy lực đã bộc phát ra đến cực hạn, nhưng lúc này xem ra, tình huống của Tư Mã Kim Chỉ nếu so với chính hắn còn tốt hơn nhiều. Chẳng qua là hắn không hiểu là vì cái gì, ở trong một toàn lực lượng ứng phó và chạm về sau, Tư Mã Kim Chỉ tuy sáng người bị thương nặng, có thể trên thân hắn hồn lực chấn động như trước so với trận đấu trước kia bắt đầu càng thêm mãnh liệt. Này là căn bản không phù hợp lẽ thường tình tình huống, rồi lại thiên hàng ngày xuất hiện ra ở trên thân của hắn. Chờ ta, Tư Mã Kim Chỉ đột nhiên ngẩng đầu, hắn mặt lại trên mặt chỉ ra nửa còn lại vẫn tồn tại, lộ ra hé mở kịch cầm khuôn mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân, nói với hắn ra bà ở chỗ kia. Ánh mắt của hắn lúc này tràn đầy cuồng nhiệt mùi vị. Đường Vũ Lân lúc này tuy rằng tâm trí kiên nghi, cũng bị hắn xem trọng có một chút mạch xanh kỳ diệu. Đang lúc hắn muốn nói chuyện, đột nhiên thân thể của Tư Mã Kim Chỉ hóa thành hào quang, liền ở tại chỗ biến mất. Đây là cưỡng ép cắt đứt quan hệ, hắn rời khỏi xó tái. Đường Vũ Lân lúc này ngơ ngác nhìn tan biến không còn dấu tích Tư Mã Kim Chỉ, bên tai đồng thời truyền tiếng giọng nói điện tử âm thanh số 33, thắng lợi. Thắng. Chẳng lẽ nói, mới vừa rồi Tư Mã Kim Chỉ chẳng qua là nổ hết đá, không sai, trên thân hắn hồn lực chấn động là chân thật tồn tại đấy, là chân chính tản ra ý niệm cường đại đấy. Thậm chí Đường Phụ Lân cảm giác được, Tư Mã Kim Chỉ hẳn là trong quá trình chiến đấu sinh ra, nhảy vọt về chất tăng lên, mà tăng lên trên sau hắn là Đường Phụ Lân xác thực không địch nổi. Thế nhưng mà, hắn nhưng liền bỏ qua như vậy trận đấu, buông tha cho chàng thắng lợi này, đồng thời cũng buông tha cho đang tiến hành giải thi đấu bài giành trước hai thứ tư. Đường Vũ Lân chưa từng có thắng lợi giống như vậy hôm nay, một cuộc hoàn toàn không biết vì cái gì thắng trận đấu. Trong lúc nhất thời, hắn biểu tình trên mặt cũng biến thành cổ quái, vốn hắn còn định cuối cùng lại ra sức liều mạng đấy, lại không nghĩ rằng thắng lợi cứ như vậy mà đến. Lại đến với Huyết Thần Doanh, Huyết Nhất trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Hắn tuy rằng cho Đường Vũ Lân đưa ra vô địch yêu cầu, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có thật sự tưởng để cho Đường Vũ Lân liền nhất định phải đạt được quán quân. Trận đấu này, Đường Vũ Lân rõ ràng đã thua, nhưng thua như trước tuyệt đối đáng giá khen. Tư Mã Kim Chỉ tại quân đội uy danh hiểm hách, hắn là như vậy rất rõ ràng. Vì là đã từng có Lam Vương quân đoàn đệ nhất mãnh tướng danh xứng, vô luận là như thế nào chiến trường, chính là một người một đao, đối với khoa học kỹ thuật hiện đại cực kỳ kinh thường, mà hết lần này tới lần khác lại có rất ít người có thể chiến thắng hắn.
Có thể vị này dĩ nhiên cũng làm như vậy nhận thua. Dung ở trong lòng huyết nhất về tư liệu của cổng phòng mà đào từ mã kim trí, vì lại chính là háo thắng tầm siêu cường tồn tại. Tại Lam Vương quân đoán, đó cũng là người gặp người sợ, căn bản không người nào nguyện ý cùng với hắn cùng động sứ. Hắn niềm vui lớn nhất chính là chiến đấu lại chiến đấu. Chỉ có như vậy một phí lại mang nhiều chiếm thượng phòng dưới tình huống, lựa chọn nhận thua. Mà trong tranh tài hệ thống truyền tin ra đã hư mất, hắn cuối cùng nói với Đường Vũ Lân câu nói kia cũng chỉ là có Đường Vũ Lân nghe được. Nhưng mà kết quả đúng là vẫn còn đi ra, Kim Long Vương thắng lợi tiến vào trong trận chung kết. Thắng, thật sự hắn thắng. Đến với Lam Vương quân đoàn, Hứa Thiên Ngôn ngơ ngác nhìn ánh mặt trời trước mặt, đội trưởng rõ ràng chiến thắng cuồng phòng mà đào sao. Đang ở Lam Vương quân đoàn, nàng rõ ràng nhất là vị trí này tại trong quân đoàn là như thế nào tồn tại. Cho dù là trước những tướng quân kia, nhìn đến vị trí này thời điểm cũng chọn ra đi vòng qua. Hắn không có bằng hữu, không có người thân, có chỉ là muốn cùng với chua này chảm lòng nào. Mỗi ngày ngoại trừ tù luyện chính là tù luyện, treo cấp bậc đại tá. Nhưng trên thực tế, hắn danh nghĩa liền người nào đều không có, tất cả quân hàm cũng chỉ có hư treo mà thôi. Nhưng mà mỗi khi quân đội tổ chức toàn quân thi đấu thời điểm, hắn tất nhiên sẽ là Lam Vương quân đoàn lớn nhất vương bài. Đào mà sở trí, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Phong hào đấu là phía dưới không địch thủ tồn tại. Tại đang tiến hành tinh đấu trên võng toàn bộ liên bang khiêu chiến cùng một cuộc tranh tài, hắn thì lại đặt cường sở dĩ là đệ nhị mà không phải thứ nhất. Đó là bởi vì kia quân thứ nhân thần đấu đủ hiếm thấy, mà trên thực tế, thực lực lứa bàn về cùng với chiến đấu lực lượng, vì kia tỷ lệ đặt cường thứ nhất tồn tại, thật sự chưa chắc là đối thủ của hắn. Thế nhưng mà hắn thua, đã thua bởi đội trưởng, thua cho bọn hắn là sự lệch căng thất quá là đội trưởng. Song phương độ tuổi chênh lệch hầu như gấp đôi, nhưng hắn chính là đã thua. Thở sâu, Hứa Thương Ngôn chỉ cảm thấy ở trong ngực phảng phất có gì đó cỗ nhiệt huyết trào lên trên. Tại thời khắc này, nàng cũng thật sự sâu cảm nhận được vì cái gì Nhạc Chính Vũ sẽ quyết định đi thừa nhận cái kia thần thánh tẻ lễ thống khổ. Đúng vậy, đội trưởng dĩ nhiên đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Nếu như chúng ta sẽ cùng ra sức đuổi theo, chỉ sợ cũng thật sự muốn bị rơi xuống. Không, ta không thể tại lại tự mãn, ta cũng phải biến đổi đến mức cường đại, ta không thể nào cho cùng bạn bè cản trở. Hứa Thiên Ngôn đứng bật dậy, tại thời khắc này, ánh mắt của nàng biến lên trên vô cùng ngưng thực. Nàng nghĩ tới một chỗ, một cái rất thích hợp với nàng tù luyện, cái chỗ kia không tại phía nam. Lại thời điểm liền đã đi ra, chính phủ chờ ta trở lại. Gian phòng cực kỳ lớn, bố trí vàng son lộng lẫy, nhưng cái vàng son lộng lẫy lại cứ hết lần này tới lần khác sẽ mang cho người ta phong cách cổ xưa, lịch sự, tào nhã, cảm thú. Đó là làm thắng lắng đọng, là quý tộc chân chính nội tình. Phần này nội tình tuyệt đối không phải một sớm một chiều có khả năng hình thành, là vô số đời đời trước lắng đọng mới có thể có lấy như vậy lộ tình mùi vị. To lớn phía sau bàn làm việc, một ông già ở đó, cứ việc xem như hắn đã mọc râu tóc trắng phơ, nhưng ở lưng eo như trước là thẳng tắp, trên bờ vai, ba viên trói mắt tướng tình lóng lánh, liên bằng thượng tướng. Ở sau lưng của hắn ở trên vách tường, treo một bức to lớn bức họa, trên bức họa là một gã toàn thân bao trùm lấy áo giáp màu vàng nam tử, cầm trong tay cự kiếm. Ở sau lưng, ba cặp trắng tinh cánh mở ra, mỗi một cái lông chim đều vẻ rõ ra ràng rành mạch, uyển như thực Phật. Không sai, ngồi ngay ngắn ở sau bàn, chính đang làm việc công đấy, đúng là Lam Vương quân đoàn thủ lĩnh, quân đoàn trưởng, thần thánh thiên sứ gia tộc tộc trưởng đương thời, tại toàn bộ liên bang đều coi như quyền cao chức trọng một đời đại năng, thiên sứ đấu là Nhạc Chính Ân. Nhạc Chính Ân chấp trưởng Lam Vương quân đoàn đã vượt qua 40 năm rồi, Lam Vương quân đoàn giống như bền chắc như thép, nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể cũng coi như liên bang quân bộ này ở trong một phần đặc thù lực lượng. Nam Phương quân đoàn bản thân có rất nhiều phía Nam đại gia tộc ủng hộ, vô luận là nhân lực hay vẫn là tài lực, cho nên Nam Phương quân đoàn cũng là tất cả ở trong quân đoàn đối với quân đội ỷ lại thấp nhất. Quân đội cũng rất khó tại Nam Phương quân đoàn xếp vào trong nhân thủ, bởi vì này sẽ phải chịu phía Nam các đại gia tộc tập thể chống lại. Tại toàn bộ đấu la liên bang bên trong, Lam Bộ địa khu là nhất tuân thủ truyền thống khu. Tại khoa học kỹ thuật phát triển đường phương diện, không bằng Trung Bộ địa khu cùng với Tây Bộ địa khu, nhưng ở tài lực phương diện, như trước là mạnh nhất. Trong liên bang nghị viện, có vượt qua 1/5 chỗ ngồi thuộc về phía Nam các đại gia tộc cùng với các đại chính trị thế gia. Liên bang Vương Diễn đã không phải một lần hai tưởng muốn cải thiện đối với Nam Phương quân đoàn nắm trong tay, nhưng qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có một lần thành công, cũng là bởi vì không người nào dám bất chấp tất cả để làm việc xấu đi đắc tội với toàn bộ Lam Phương truyền thống đẳng cấp.
Phải biết rằng, bọn hắn tại Nghị Trọng Lộ Viện là lỗ lực giá không thể nào có nhé. Mà mặt khác, những đại gia tộc này cũng cần sau lưng có quân đội ủng hộ. Cho nên Nam Phương quân đoán hay lại dưới bối cảnh như vậy, mới có phong phú như vậy lộ tính, là để cho quân đội cũng không thể tránh được. Nam Phương quân đoàn thủ lĩnh thì chung đều khống chế ở trong tay thần thánh thiên sứ gia tộc. Một cái là vì thần thánh thiên sứ gia tộc là những thứ này truyền thống ở trong gia tộc cường đại nhất một chi. Hầu như các thời kỳ đều có siêu cấp đấu la dùng thượng tầng tồn tại. Thần thánh thiên sứ phụ hồn siêu cấp đấu la, nhưng phải so với bình thường siêu cấp đấu la càng cường đại hơn. Huống chi thần thánh thiên sứ gia tộc còn ra qua cực hạn đấu la. Còn có một điểm cũng là bởi vì thần thánh thiên sứ gia tộc công vô tư có thể làm được công bằng, công chính. Đây là bọn hắn vũ hồn quyết định. Nếu như ngay cả một điểm này đều làm không được, liền căn bản không có khả năng đem thần thánh thiên sứ vũ hồn tù luyện tới cảnh giới cao hơn. Nhạc Chính Vũ 40 năm trước tiếp trưởng Nam Phương quân đoàn đến nay, chăm lo việc nước, giảm bớt quân đội số lượng binh lính, cũng rất đại trình độ tăng cường lực lượng thân thể. Nam Phương quân đoàn chiến đấu lực lượng thế như trước tương đối cường hãn. Hoàn mỹ không kém hơn chiến thần điện trực thuộc trung ương quân đoàn. Nhưng phía nam những đại gia tộc này cũng rất tuần quý cũ, bởi vì đã có Nam Phương quân đoàn nguyên nhân, những thứ này còn có con em của gia tộc độc đám. Coi như là tổng quân cũng sẽ chỉ có tại Nam Phương quân đoàn, cũng không sảng bàn tay đến chỗ xa hơn. Lúc này mới cùng với nghị hội phương diện tạo thành cân bằng. Báo cáo! Cửa ngoài truyền tới một âm thanh vang dội. Nhạc Chính Ân lúc này khóe miệng dẫn bốc nhúc nhích, không cần hỏi hắn cũng biết tới là ai. Cũng chỉ có vị này mới dám ở hắn cửa phòng làm việc bên ngoài lớn tiếng như vậy hồ báo cáo.